tình yêu. Và không biết là hai cô gái của chúng tôi có bị dao động cái phần ấn tượng của mình hay không. Thi trước đi ha. Em thì vẫn ấn tượng anh số 4. Mời giữ đèn của số 4. Mời thứ. Em vẫn ấn tượng với anh số 1 ạ. Dạ đúng là anh số 1. Trước khi gặp gỡ anh số 3, mời hai em lên sân khấu quay mặt ngược lại đây để cho khán giả được coi hình thiệt của ba anh chàng. Mời hai em. Mời màn hình. Trời đẹp thiệt. Số 1 sao nè? Số 3 sao nè? Số 4 sao nè? Các em thấy không? Hú hồn luôn. Mời tắt màn hình, mời hai em về chỗ. Có muốn đổi nữa không? Em vẫn giữ quyết định của mình ạ. Vẫn giữ quyết định? Dạ, em vẫn vậy. Em chung thủy. Rồi, mời gặp gỡ số 3. Chào em. Phải nằm trong đâu mà hút này hút nọ. Thế vậy mà nụ cười ấy vẫn cứ thu hút anh. Lâu lắm rồi mới thấy tim mình loạn nhịp đến như ngày em ạ. Anh gắng hỏi, gắng kiếm tìm cho ra một đôi sợi dây tần số trùng nhịp và tặng em cả một đôi phút nghệ thuật ngẫu hứng. Nhưng em chọn làm bạn, kết thúc mở cũng là vừa đủ để chúng ta bắt đầu một mối nhân duyên. Đẹp trai. Hàn Quốc luôn, hơi thiếu may mắn chút xíu. Nhưng mà không sao, đó là cảm nhận của hai bạn nữ ở đây. Phải rung cùng tần số nó mới quyết định. Qua đây thì em có muốn chia sẻ về cái mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào không? 26 tuổi thì cũng không có quá là già nhưng mà... Anh hiểu, anh đừng có nói câu đó nữa, ok. Dạ, nhưng mà em cũng già trong tình cảm lắm rồi. Cho nên là đối với em thì cái người mà em cần nhất giờ là sự chân thành thôi. Còn ngoại hình thì không quan trọng cho lắm. Em cũng xin chúc cho hai bạn nữ sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Cảm ơn em đã có mặt ngày hôm nay nha. Cảm ơn em. Và bây giờ là vòng 3, vòng khám phá điện thoại của hai bạn nữ. Bí mật của nàng, xin mời. Bây giờ là mời màn hình của Thu trước đi ha. Có cái app chụp hình nào ảo diệu không? Dạ em không Linh ạ. Không hả? Tại đẹp thiệt, chụp thiệt có đúng không? Đa số em xài là em chụp, em sẽ đăng hình bằng máy cơ là chủ yếu. À, em thích chụp hình bằng máy cơ luôn. Dạ vâng. Bạn số 1 ơi, bạn có muốn chúng tôi khám phá điều gì giùm bạn không? Dạ, em muốn khám phá danh bạ của bạn. Có ba nè, chị Hai nè, chị My nè. Hết rồi, anh Long, anh Sơn, anh Hân. Anh đã khám phá giùm em danh bạ rồi nha. An toàn nha, bạn số 1 ơi. Dạ. Nếu như mà bây giờ anh đề nghị vào Facebook thì em có ngại không nhỉ? Dạ, được ạ. Tất cả các bạn trai yêu dấu đây, Trần Thị Anh Thư, cứ vào kết bạn. Ai đấy? Dạ, anh này là khi em tham gia cái chương trình kia gặp người quen chụp hình. Ủa, cái này tóc ngắn. Em ngửi ngửi lên á. Bận áo dài đâu rồi cái nón vậy? Cái này là show em diễn. Đẹp luôn, bé này xinh quá, mặt sáng, chụp hình đẹp quá. Bé Thi đi, mở màn hình lên coi nè. Ai đẹp vậy? Thi hả? Dạ, cái này là em tự make up xong rồi anh photo, anh chụp rồi anh chỉnh. Cái này là make up nhẹ nhàng á. App gì đặc biệt cho công việc không? Đặc biệt trong công việc là có những cái app chỉnh hình. Phần mềm viết kịch bản. Dạ, tại lúc trước là em có một cái nhóm bạn làm phim, xong rồi em là người chịu trách nhiệm mà nghĩ những cái kịch bản. Phim ngắn hả em? Dạ phim ngắn. Cái anh hay. Đạo diễn thì anh chỉ cho em cái phần mềm này. Các chị có hình ảnh gia đình đi. Dạ, gia đình của em thì ba với mẹ em không có chụp nhiều, mà em chỉ chụp em của em thôi. Đâu em đâu? Bây giờ chị, em có một cái video em với bé. Được chứ, cái gì cũng được. Có mấy anh em bé? Dạ, em có một bé em gái nhỏ năm mấy tuổi. Dạ, 5 tuổi. Dạ, đây. Đó, trời ơi, thấy cưng cái gì? Bé xinh quá à. Còn nói gì nữa? Thông tin đầy đủ, Hưng hỏi. Hồi nãy có nghe thông tin là Thi có tham gia một vài cái phim ngắn gì đó, thì bây giờ vẫn còn tham gia không? Hiện tại thì là có một cái bộ phim sitcom vài tập thì chuẩn bị tham gia thôi. Còn các nhóm làm phim ngắn hồi nãy Thi nói là sao? Cái đó là do bạn bè của Thi chơi rồi tập trung có đam mê trong nghệ thuật. Hưng có đồng ý cho Thi đi đóng phim không? Sao hỏi vậy? Dạ có, đối với em thì làm nghệ thuật là một điều tốt mà không có gì, không có gì sao, không có ngại. Trong nghệ thuật thì Thi tiếp xúc rất là nhiều người, đặc biệt là có nam nữa, cũng có nhiều bạn mà Thi thả thính á. Tính của Thi là nó rất là thân thiện, ai ngỏ lời chào thì Thi cũng chào lại, nhưng mà Thi không có
bắt chuyện trước thôi. Không biết là Hương có ngại những cái việc đó không? Vấn đề đó thì không có gì hết đó. Tính cách mình thân thiện là một điều tốt, chứ là trái tim mình vẫn thân thiện thôi. Em ghen dữ không Hương? Dạ không, em không ghen. Rồi bây giờ trong cái cảnh đó, cái sitcom nó 100 tập chát rồi. Dạ. Nhưng mà có cảnh nắm tay, có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đó là công việc thì mình phải tôn trọng thôi. Anh hỏi giùm bạn Hương một câu nè. Trong trường hợp hai bạn đến được với nhau á, thì em bớt thân thiện bằng tin nhắn được không? Dạ cái đó là được. Tại vì khi mà em chưa có người yêu á thì em có quyền. Dạ. Nhưng mà khi đã xác định một người rồi thì em sẽ nói chung là hạn chế, nghĩa là không nhắn tin luôn. Khi mà mình đã tuyên bố là mình có bạn rồi mà người khác vẫn nhắn tin cho mình thì cái người đó cũng không đàng hoàng. Dạ. Còn nếu nhắn tin công việc vui bình thường thì anh em mà. Dạ. Nên là không có ghen nha em. Dạ. Ha, phải tin nhau. Bây giờ để hai ảnh suy nghĩ và hai ảnh xin phép được xem hai cái điện thoại của hai đứa em. Mời hai bạn. Và trong lúc đó xin phép được nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Mời hai em bước xuống đó và hai chàng kia sẽ bước ra. Mời Thư Thi. Rồi bây giờ cả nhà mình ha, đếm ngược 10 Thư thì Thư thích lái xe mô tô chứ không thích ngồi sau. Mình sẽ ngồi sau cho bạn lái ha. 4, 3, 2, 1. Có mà. Có gọi. Nghe liền. Nghe. Alo. Anh không hợp ngôn cho lắm nên là anh nói ngắn lại một tí. Cảm ơn em đã chọn anh là tần số của em. Anh nghĩ là anh cũng cùng tần số với em rồi. Rồi quay lại. Đúng rồi. Quay qua nói với bạn gái một câu gì đi nè. Anh là một người không nói nhiều nên là anh sẽ làm nhiều hơn nói. Xin nắm tay cũng được. Xin phép em cho anh nắm tay em cả. Đó. Bên đây mình thì không biết là Thi đang cảm giác như thế nào. Dạ, hồi hộp. Nói với anh câu đi Thi. Dạ, Thi muốn nói với Hưng là nếu như mà Hưng không gọi cho Thi á thì hy vọng là sau chương trình thì chúng ta sẽ có một thêm một cái tình bạn. Còn nếu như mà Hưng gọi cho Thi á thì hy vọng cũng sau chương trình chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đẹp. Bắn tim. Thấy thương quá, có ái dụ bắn tim nữa. Bắn ngược hay sao? Ừ. Rồi bây giờ thì mời bạn đưa điện thoại lên phía trước nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đếm. 4, 9, 8, 7, 6, 5. Trong trường hợp hai bạn đến được với nhau á, thì em bớt thân thiện bằng tin nhắn được không? Dạ cái đó là được. Tại vì khi mà em chưa có người yêu á, thì em có quyền. Dạ. Nhưng mà khi đã xác định một người rồi thì em sẽ nói chung là hạn chế, nghĩa là không nhắn tin luôn. 4, 3, 2, 1. Alo. Rồi quay lại nhìn nhau nè. Bước lên, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Anh đã mua sẵn hai vé xem phim. Cảm ơn Thi đã tin tưởng và chọn Hưng. Duyên đã tới thì có gì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đó trời ơi, thấy cưng không? Mỗi lần thấy nắm tay là thấy vui vui rồi. Đẹp quá trời luôn, làm như cái duyên số. Bận áo trắng cái gặp người áo trắng, bận áo đen cái gặp người áo đen. Cả nhà mình mặc đồ giống nhau luôn ha. Món quà của ban tổ chức làm bằng thủy tinh, cho nên mong hai em giữ nó. Hai cặp hôm nay rất là đẹp, tiến xa hơn nữa. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát vào lúc 21:35 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
Dạ em đi hát với dẫn chương trình. Bắt đầu số sau em dẫn chung chị được không? Có người khác khét ở đây rồi đó. Có đi già lớn tuổi rồi. Kế bên đi kìa dạ, đẹp nhé. Trai có cái đầu bạc giống tôi quá. Giới thiệu đồ nét về bản thân nào. Dạ vâng. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trường Giang. Năm nay em 25 tuổi. Và công việc hiện giờ của em đang là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm. Chị bắt đầu không thích. Ủa sao vậy? Tại vì thế nào có sự cạnh tranh. Dạ, nhưng mà dòng sản phẩm cũng